Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 từ ngày 1 tháng 7. Mức tăng lương tối thiểu vùng được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất là 6%, tương ứng tăng 200.000 đến 280.000 đồng. Theo đó, lương vùng 1 sẽ được nâng lên 4,96 triệu đồng, vùng 2 là 4,41 triệu, vùng 3 là 3,86 triệu và vùng 4 là 3,45 triệu đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng được đề xuất tăng tương ứng 6% từ giữa năm 2024. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đánh giá 6% là mức tăng hài hòa, chia sẻ khó khăn của cả lao động và chủ doanh nghiệp. Thời điểm tăng được hội đồng đề xuất từ ngày 1 tháng 7 đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách tiền lương khu vực nhà nước, bảo đảm thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện. Giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 1 đạt 2,58%, tương đương 16.900 tỷ đồng, cao hơn cả số tương đối và số tuyệt đối cùng kỳ năm trước. Năm 2024, Thủ tướng đã giao ngay 100% vốn đầu tư công là 657.000 tỷ đồng, ngay trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Đến thời điểm này, các cơ quan đã giao cho các địa phương 632.000 tỷ đồng, tương đương gần 97%. Hết tháng 1, gần 17.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân. Chính phủ đang tập trung tháo gỡ, giải quyết những nút thắt, vướng mắc khó khăn trong từng ngành, từng lĩnh vực, trong từng khâu của dự án đầu tư công để có các giải pháp tháo gỡ và đạt được những kết quả đáng khích lệ ngay từ đầu năm. Thống kê mới nhất từ FinRating cho thấy, tính đến ngày 5 tháng 2, thị trường trái phiếu doanh nghiệp chỉ ghi nhận 4 giao dịch phát hành với tổng giá trị 6,45 nghìn tỷ từ 4 doanh nghiệp. Mặc dù giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 1 đã nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm 2023, tuy nhiên khi nhìn xa hơn so với những giai đoạn năm 2021 và 2022, tổng giá trị phát hành lần lượt đạt 10.400 tỷ đồng và 19.700 tỷ đồng, thì giá trị chào bán thành công trong tháng 1 năm 2024 có phần khiêm tốn. Một số doanh nghiệp đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu trong thời gian sắp tới, chủ yếu là các ngân hàng như HB Bank, Việt Bank, và hai doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đó là Vingroup và DIC Corp. Tổng giá trị phát hành của nhóm này dự kiến sẽ vượt qua mốc 10.000 tỷ đồng. Trong các ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ mùng 8 tháng 2, tức 29 Tết, đến ngày 14 tháng 2, tức mùng 5 Tết, ngành điện sẽ không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố. Để chủ động trong công tác vận hành hệ thống điện và cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị có liên quan đã xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ, tổ chức phân công, ứng trực 24/24 giờ, cũng như chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống. Đồng thời sẽ không thực hiện các công tác cắt điện trên lưới, ngoại trừ trường hợp bắt buộc phải cắt điện để xử lý sự cố. EVN cũng đề nghị chủ đầu tư, các nhà máy điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, nhất là trong dịp nghỉ Tết. Báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tình hình quan hệ lao động trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho thấy, tiền lương của người lao động ở hầu hết các loại hình doanh nghiệp đều tăng, song tiền thưởng Tết năm 2024 có sự sụt giảm mạnh ở nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Mức thưởng Tết bình quân năm 2024 là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng Tết âm lịch năm 2023. Trong đó, hai nhóm loại hình doanh nghiệp có mức thưởng bình quân dịp Tết tăng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đạt mức trung bình là 6,69 triệu đồng một người, tăng 2,2% so với năm 2023, và doanh nghiệp dân doanh là 7,78 triệu đồng một người, tăng 17%. Riêng ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết chỉ đạt trung bình 6,05 triệu đồng một người, giảm 16% so với năm trước. Tháng 1 năm 2024, giày dép nằm trong 7 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, cho thấy những dấu hiệu khởi sắc theo dự báo đang dần trở thành hiện thực. Tháng 1 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu giày dép đạt 1,85 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Da giày Túi xách Việt Nam, năm 2024, các thị trường xuất khẩu lớn và tiềm năng của ngành da giày đều có sự khởi sắc. Bên cạnh đó, Việt Nam đang có một số lợi thế cạnh tranh đáng kể so với các quốc gia sản xuất, xuất khẩu khác. 15 hiệp định thương mại tự do đã ký kết với lộ trình giảm thuế ngắn đã tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp da giày trong nước phát triển thị trường, chất lượng nguồn nhân lực cũng đã được khẳng định. Về phân khúc sản phẩm, Việt Nam được đánh giá có thể sản xuất được nhiều sản phẩm giày dép có độ khó cao. Thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung vào các phân khúc sản phẩm trung và cao cấp.
Trong bối cảnh nhu cầu thị trường trong và ngoài nước chú trọng các sản phẩm thân thiện với môi trường, thì việc hỗ trợ các hợp tác xã mây che đan tìm kiếm đơn hàng, thúc đẩy xuất khẩu sẽ khai thác được thế mạnh ở ngành hàng này. Dù xuất khẩu mặt hàng mây che đan năm 2023 giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng đây vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu đầy tiềm năng. Hiện Việt Nam đang là một trong ba quốc gia xuất khẩu mây che đan lớn nhất thế giới cùng với Trung Quốc và Philippines. Theo các chuyên gia, việc ký kết các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, RCEP, EVFTA đã giúp cho việc xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam rộng mở, đặc biệt là tới những thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, bởi người dân ở các nước này ưa dùng các sản phẩm có chất liệu thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để khai thác được những thế mạnh này, hàng mây che đan của Việt Nam phải tìm được dấu ấn riêng, cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại của các nước khác. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam vừa có kiến nghị gửi Chính phủ và Bộ Công Thương mong được xem xét bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm xuất khẩu vào Hàn Quốc trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại VKFTA tại kỳ rà soát năm 2024. Lạm phát cao, lãi suất tăng, tồn kho nhiều là những nguyên nhân khiến xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc giảm mạnh trong thời gian qua. Đặc biệt, các doanh nghiệp vẫn đang vướng phải vấn đề hạn ngạch xuất khẩu tôm sang Hàn Quốc. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã có kiến nghị gửi Chính phủ và Bộ Công Thương, mong được quan tâm và chỉ đạo việc xem xét bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này. Bởi lượng tôm Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc đã vượt xa mức hạn ngạch cho phép là 15.000 tấn một năm và các nhà nhập khẩu Hàn Quốc đã phải đấu thầu để có hạn ngạch nhập tôm Việt Nam với chi phí không nhỏ, chiếm tới 14-16% giá trị lô hàng. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản tăng mạnh, giá cả cũng theo đó cao hơn năm trước. Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các vùng nuôi trồng thủy sản ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ đều tấp nập ghe tàu vào ra thu mua thủy sản để đưa đi tiêu thụ, đặc biệt là các loại cá. Hiện cá bớp có giá 200.000 đồng một kg, tăng 70.000 đồng một kg so với ngày thường, tăng gần 30.000 đồng một kg so với dịp Tết năm trước. Các loại cá mú, cá chim, vây vàng cũng tăng mạnh. Theo các thương lái, nhu cầu tiêu thụ các mặt hàng thủy sản nuôi vẫn cao, nhưng số lượng cá đạt kích cỡ thương phẩm không còn nhiều, nên giá cả vẫn có thể tăng thêm trong 2-3 ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp sống Kinh tế phát sóng hàng ngày với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.